Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Thi Công Pan Cách Nhiệt. Rất vui được gặp lại quý anh chị và các bạn trong phần 4 của công trình dựng nhà bằng tấm pan tại Cà Mau. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào phần lắp ráp cửa sổ lùa hai cánh hệ sinh pha cho công trình vách ngăn pan. Sau khi tạo khung theo kích thước cửa đã đặt trước đó, các kỹ thuật thi công sẽ dùng máy bắn cốt laser để canh chỉnh đường góc cho cân đối đúng tỷ lệ thiết kế của cửa sổ theo kích thước chuẩn trước đó. Sau khi canh chỉnh góc đường cân đối đúng tỷ lệ vàng về mặt thẩm mỹ, các kỹ thuật sẽ gia cố phần khung cửa sổ sao cho chắc chắn. Lưu ý các thao tác phải thật dứt khoát nhưng cần phải thận trọng để tránh trường hợp khung cửa biến dạng và chóc sơn. Kỹ thuật sẽ dùng các vít rút để gia cố khung cho chắc chắn và hoàn mỹ hơn. Sau khi phần khung cửa đã hoàn thiện, bước cuối cùng sẽ ráp cửa sổ lùa hệ sinh pha vào, gia cố cân chỉnh sao cho đẹp và chắc là đã hoàn thiện.